đáng lẽ cái này đang nói trước đầu video mà em quên mọi người, thành ra cái này em sẽ chèn vào phần đầu video trước nha. Là những cái đơn hàng bữa nay mọi người mua thì phải sáng thứ bảy em mới gửi được nha mọi người. Tại thứ sáu thì em có tí công việc, tối thứ sáu em có lên kính nha. Còn đó, nhưng mà ban ngày thì em bận xíu việc nha, thành ra phải thứ bảy em mới gửi hàng cho mọi người được. Ha, rồi. Xin chào người đến kênh Phong Vũ 2367 mọi người nha. Nay lên mọi người ít có là bán đồ linh tinh chứ cho đỡ buồn mọi người ha. Lên mấy cái laptop nè. Đó, còn mấy cái tai nghe. Tai nghe không dây nha. Mấy cái này thì hàng em kiểm dịch các kiểu là ok hết rồi mọi người. Nhưng mà em sẽ lên đây nếu mà tranh thủ thời gian á thì em sẽ kiểm dịch lại cho mọi người lần nữa nha. Đó, thì tất cả các mặt hàng trong video hôm nay mọi người chuyển khoản bao ship nha. Nhưng mà một số mặt hàng là bắt buộc phải cọc mọi người nha. Thứ nhất là máy cục bự nè. Đây, thứ nhất là máy cọc đây là mọi người mua là phải cọc với em nha. Nó bự lắm. Đó, thứ ship cao. Mà quanh đầu cái là coi như là đi tông liền. Với lại laptop luôn là mọi người phải cọc với em nha. Đó, phải cọc thì em mới gửi. Đó, hoặc là bắt đầu ở gần thì ghé lấy nha. Còn mấy đồ nhỏ nhỏ thì không cần mọi người. Thứ ship 28.000 quay đầu, em chịu được. Em nói vậy thôi cho mọi người bơm hàng chết luôn á. Mưa cũng hơi lớn, mọi người thông cảm nha. Mưa cũng hơi lớn. Tranh thủ quay chiều về thì nó mưa quá mọi người ơi. Rồi em bắt đầu video nha. Đấy. Bật con laptop lên test bán cái con tay phone để cho nó rộng bàn nha mọi người. Người kia không thể rơi yêu nhau. Con này là con này kết nối sẵn Bluetooth rồi. Đó. Bật cái là lụm liền rồi, khởi động rất là nhanh nha. Tada, Sonic em đang xài một con như này nè mọi người. Đó, khởi động nhanh nha. Vèo vèo. Coi 7 ha. Chạy vèo vèo. Ấy là mình quay qua camera á, mình nhìn nó có là trời gần nhưng mà ở ngoài không có là nhiều người, tại giờ mất cái máy tính là mình quay nó cũng vậy thôi mọi người ơi. Rồi, kết nối cái loa vô đỡ thử cái này không bán nha. Cái này để kết nối test máy rồi. Alo. Rồi kết nối với lại để em test mấy cái tay phone ha. Kết nối ok rồi. Đó. Tí nữa thì test mấy cái kia sau mọi người. Test mấy cái tay cái dây này, còn cái tay không dây này không cần test nha. Cái này thì em đã kiểm định chất lượng hết rồi. Phiên mã bên dưới ta. Lên từ mẹ F7 đó nha. Con này mới có nhỏ nhỏ để cho nó gọn bàn mọi người. F7 này 380 mọi người. Con này thời gian test là từ 7 giờ 15 phút tới 9 giờ 16 phút ha. Đó. Có nghĩa con này sạc đỡ 3 ngày rồi và sau khi khoảng thời gian này ngay xong này nó còn 90% pin nha. 90% pin. Đó, con ba bơ 7 này là 380 nha mọi người. Con này thương hiệu là pin pin Z. Blin Z nha. Blin Z K7 mọi người. Để mà bật kết nối. Cái đang cái kết nối với cái tay đây rồi nè, cái tay đây. Cái tay đây. Để em tắt cái tay đây đi. Tắt con này. Đang kết nối với cái tay bự bự rồi nè. Đang là thoát kết nối nè. Rồi con này là pin Z nè mọi người. Đấy. Kết nối là pin Z nè. Cái này mọi người về kết nối nó có nút nguồn nè mọi người, bấm lên rồi kết nối nha. Đó. Cái này là chân sạc đó là chân Type C là đời mới mọi người ha. Đời mới. Thương hiệu của nó thì nó thông số nó thường in ở đây này, nó mờ hết rồi mọi người. Nó còn lại là chữ pin Z nè. Đó, Blin Z. Blin Z K7 nha mọi người, lên mạng tham khảo thì mọi người gõ Blin Z K7 thì nó mới ra mọi người nha. Mọi người bỏ chữ pin Blin Z thì nó lại nhầm với chữ Blinter ấy mọi người. Đó. Nhầm như chữ đó. Kết nối là kiểm tra hết rồi, ngoại hình ok. Con này là phone mình không phải đeo vô lỗ tai mọi người. Là mình đeo vô chỗ cái xương cục cái chỗ tai mọi người. Đó, cái này nó dội ghê lên nha. Bùm 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 rền rền luôn. Cái này này. Dội bát chép các kiểu bùm 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 đã lắm. Đó. Con này thì thương hiệu tìm chỉ có bên Nhật có mọi người. Bên châu Âu cũng có bán cái triệu bạc một cái đó mọi người. Pin con này còn rất là tốt nha, nghe 2 tiếng mà còn 10%, có nghĩa là nó sẽ sụt như nào nữa thì em không có rõ nha. Tại vì em có thời gian để mà test hết 100% pin rồi. Đó thì em test em nghe từ lúc 7 giờ 15 phút sáng tới 9 giờ 16 phút ha. Là bật nhạc liên tục nha. Đó là nó 100% pin đầy thì nó còn 90%. Trong khi nó đã có 3 ngày chờ đó nha mọi người.
chờ 3 ngày rồi nha, nghĩa là em sạc trước 3 ngày trước rồi. Đó. Cái này là bơ 7 nè. Đó. Còn rất là mới, người nút nguồn nè ha. Nút chỉnh volume đây. Sạc chân sạc tay xi này mới luôn nha. Rồi con F7 này 358 mọi người nha, em dán cái thông số lên đây luôn. Đó. Nói chung là chịu khó test chút cho nó chắc cú mọi người, nếu mà bán mù mà bán đắt nữa thì là người dự trữ không kịp vô mặt á ha. Nhiều khi nó hư nữa sao, đúng không? Phải test hết mọi người. Đó. Rồi, con này B7 328 mọi người. Mấy con này thì lâu lâu mới mua đó mọi người, cái này là mặt hàng bán gì đam mê mọi người. Một em kiếm cho bỏ đã. Tiếp tục B8. Con này 2.7. Rồi. Thời gian kiểm tra của nó đây. Con này kết nối là tên Bluetooth của nó là đây này, tên kết nối quá trời luôn. Kết marketing nghe. Đây, nó là Iber E99 mọi người nha. Đó. Con này nó kết nối bằng cảm ứng, mọi người kết nối mình nhấp vào đây này, người ta thấy đẩy cái đèn này đúng không? Đèn nó nhìn đâu. Đó, đẩy im cái tay vô. Đó. Wow. Im tay vô nha. Đó, chớp đèn. Sau nào mọi người đợi im nhấp một cái là đứng im, nhấp một cái là chạy tiếp. Sau nào mọi người đợi im mấy giây là kết nối. Đó, kết nối rồi nè. Tại vì em kết nối sẵn là mọi người còn kết nối lần đầu là phải bấm im 10 giây, 15 giây đó mọi người. Đó, Iber E99 nha. Rồi lên mạng search cái mã ra tay phone này. Đó, tay phone này bên Nhật có bán rồi, cái thông số là cái tín hiệu nó thường như nó nằm đâu đây mà nó mất hết rồi mọi người. Đó. Và cái này thì chân sạc đó là chân sạc Type C nha, chân sạc Type C đời mới mọi người. Đó, chân sạc đời mới nè, sạc rất là tiện nha. Điện thoại smartphone này có cảm ứng nha mọi người nha, không phải nút bấm đâu. Cảm ứng cái tay mình vô. Rồi giờ em ngắt kết nối này. Đúng rồi đây. Đó. Không im nha, hay là nó tắt thôi. Technical. Rồi xong, tắt rồi à. Đó. Con này B8 là 2.7 mọi người nha, mẹ nó là IBE99 này. Cái đây là con này là thời gian kiểm tra là từ 10 giờ 56 phút tới 11 giờ 46 phút là vị trí là 50 phút nha. Là con này là đã có thời gian chờ là 7 ngày, nghĩa là sạc một tuần trước ha. Đó. Và thời gian pin nó sạc tuần trước là không biết đỡ bao nhiêu phần trăm mọi người. Nhưng mà khi mà bắt đầu test là từ 60% thì test xong 50 phút nó xuống 50%. Các bạn lúc nãy em kết nối mọi người thấy không? Nó còn 60%. Đó, thành ra nó pin rất là tốt mọi người. Pin còn rất là tốt luôn. Nó hơi mất thời gian nhưng mà mình chịu khó test đi mọi người. Đây là cũng mình đeo vô cái xương cục lên tai nha, không phải đeo vô lỗ tai mọi người. Hay mọi người thích thì nhét sát vô lỗ tai thì nghe to hơn. Âm thanh ở mức nhẹ nhàng bình thường chứ không phải dạo âm ha. Nhưng mà mình đeo cái này chắc chạy bộ đạp xe đạp đó mọi người. Nhẹ nhàng á. Còn gió bự quá thì em biết nghe được không? Nói chung là đi bộ này kia, những cái này đeo ok hay là những nơi chính đó, hay là làm việc như thế nào đó. Đó, cái này mình vừa nói chuyện được và vừa nghe được nha. Những cái này nè, cái tay cục của nó nè. Đó, là mình nói chuyện rồi là mình vừa nói chuyện vừa nghe audio được luôn nha mọi người. Rất là tiện luôn. Rồi con B8 này 2.7 nha. Đấy. Cái thời gian kiểm tra kiểm định như là em nhét vào đây luôn ha. Nhét ở dưới đây đi. Đây là test thực tế nha mọi người nha. Đó, 50 phút, 100 pin, nhưng mà giờ kết nối lại thì nó hồi lại thành 60. Thì không biết thời gian rút như thế nào. Đó. Butterfly. Con này thời gian chờ hình như là chắc nó chờ được khoảng 10 ngày đó mọi người. Mọi người sạc xem để dành á, chưa xài á. Tiếp tục nha. Con này B9 đây. B9, con này hơi đắt xí. Ví dụ con này còn rất là mới mọi người. Giá bán của nó mọi người tham khảo là tầm hơn triệu bạc á ha, hơn triệu bạc. Mọi lưu ý là con này là E-Trust, mã là E-Trust G2 mọi người nha. Đây, E-Trust G2 đây. Mọi người coi nhầm nha, nhầm nó như một con khác ở trên Shopee nó bán 400 mấy á, thì nó không phải là con này đâu nha mọi người, nó dính giống lắm. Nó là bất chúng nha, nhưng mà nó không có Intel nè, không có cái lục kết nối là nó cũng hiện tên khác nha. Con này nó sẽ hiện mã là E-Trust như đây nè, đó. Và G2 nha. Con này thời gian test là từ 9 giờ 21 phút tới 10 giờ 45 phút. À, là 1 tiếng 24 phút mọi người. 1 tiếng 24 phút mà phần trăm pin 70% pin nó không sụt nha. Không sụt. Hay lúc bắt đầu test là 70%, lúc test xong là 70% vẫn không sụt nha. Đó thì người thời gian khác thì nó sụt như thế nào thì không rõ. Nhưng mà mọi người thấy sao? Tiếng 24 phút rồi thì phần trăm pin nó không sụt thì tương tỏ pin còn rất là tốt mọi người. Đó, cái tay nghe mình sẽ đeo đây đúng không? Cái mic mình sẽ chỉnh xuống nhầy để mình nói. Đó. Hay bây giờ sẽ ít thì mình nói vào đây nha. Đó, mà hát một bài cũng được. Đó. Là test ok hết nha mọi người. Mọi người thấy cái miếng dán ở đây nó còn không? Thường những cái đồ mới á
chưa tháo miếng dán cái này thì tức tỏ là có rất ít xài nha mọi người. Đó là này miếng này rồi, có tay tay nói luôn nha. Rồi video này thì cứ chuyển khoản bao ship mọi người nha. Đó, tất cả các mã hàng này chuyển khoản bao ship, còn mùi mua hàng á đơn mà nhiều tiền xíu mọi người cọc với em nha, còn đơn ít tiền thì thôi. Đó cọc cho đỡ tai nghe mà mua bom hàng tới công chuyện em luôn á. Bơ 9443 nha, mấy mặt hàng ăn chơi này mọi người lưu ý với em nha. Đó con này nghe nó nhất cách luôn, có mic có đồ mới rất là cao, bình rất trâu luôn, bình 9433 mọi người, con duy nhất thôi. Mấy cái này lâu lâu không mua mọi người, không có mua thường xuyên đâu mọi người. Đó và nó có mic nha, mấy con này nó cũng nói được nha mọi người, mình nghe điện thoại các kiểu được hết nha, điện thoại mình chạm đây. Đấy, con kia cũng vậy luôn, làm mình nghe điện thoại được nha. Rồi tới 10 rồi, con bơm 10, con này 320 mọi người. Đó con này nó kết nối với mã của nó là Z1 nha. Z1 này có tên này luôn, 10 gõ cái mã nó ra nha. Tên của nó đây, Anner. Đó cổng sạc đó đây. Cái con trước kia cổng sạc cũng Type-C luôn nha mọi người, là cổng sạc đời mới luôn nha. Đó, con này là cổng sạc micro USB ha, không phải đời mới mà cái cổng nhỏ hơn á, cổng hay sạc cục sạc dự phòng đó mọi người. Đó lúc nguồn này tăng giảm âm lượng đây. Đó hai cái này nó hít nhau luôn. Đó con này thời gian test là từ 3 giờ 19 phút tới 5 giờ 35 phút nha, và phần trăm pin mất là 30%. Con này đã đỡ chờ 4 ngày trước rồi nha. Vị trí nó là nó đã nghe được 2 tiếng, bây giờ ta 2 tiếng 16 phút nha. Đó, 2 tiếng 16 phút chứ. Đó, 2 tiếng 16 phút mà mất 30% pin, và trong khi nó đã có thời gian chờ là 4 ngày trước rồi. Thì có thể là thời gian pin 90 này nó chỉ ở tầm 8 mấy thôi nha mọi người. Đó. Là con này nếu mà nghe mà phản rạng hết pin thì nó cũng phải tầm 7 8 tiếng có khi hả mọi người ha. Đó, pin rất là tốt. Đó, loại tai nghe như thế này nha. Có từ hít luôn này. Đó. Con này giá bán nó cũng sắp xỉ 1 triệu đó nha mọi người. Là mình người đeo vô cổ, mình xỏ vô tay mình chạy nó không bị rớt nha. chạy cái tay phone mà nó rời ra, tay phone không dây á, ví dụ như cái này đúng không, ví dụ như tay phone không dây vậy đó mọi người, nghe ha mọi người, chạy nó rớt là tiêu luôn ha. À, cái này thì nó rớt nó còn dính đụng lạnh này, đó, dính đụng lạnh, à, bởi cái gì dính người là không bao giờ nó rớt hết mọi người, trừ khi bị cắt thôi ha, cắt nó mới rớt thôi, không cắt là còn nguyên, dây nhìn uy tín nha, đó. Con này 320 mọi người, thời gian test thì trên đây em có nói rõ hết rồi nha, bơ 10 320. Lâu lâu mua máy này mọi người, không có lúc nào có mua đâu, lâu em mua một đợt thì em bán mấy ngày. Rồi con này là con sao co đây, sao cao. Đó, con này có mẹ nó đây. Sao co line NC. Mã của nó là A320F10 nha. Đó, nó cũng sạc cổng sạc nó đây. Như con này cũng sạc tay con này là micro USB nha. Cổng micro USB. Để mình coi cái cổng nó có đây, để mình cho một buổi xem cho nó dễ thôi. Đây chân cái này mọi người, chân nhỏ này. Đó. Con này nghe thì âm thanh rất là hay nha mọi người. Giá bán thị trường nó thì củ khoai á, một củ khoai người có từ hít luôn. Cái này nhấc tay có đẹp nha. Đó. Con này nghe cũng thời gian rất là lâu mọi người, nó tầm 6 tiếng, 5-6 tiếng trở lên mọi người ha. Đó. Pin nó này không kết nối là còn 60% á. Nó tên kết nối của nó là đây nè. Nghe âm thanh khá là hay nha, anh có thể đeo cổ chạy nhảy các kiểu sợ rớt. Đó, to bự Anker nè. Anker này chắc cũng hàng thương hiệu đó mọi người, có đèn báo rồi nha, đầy đủ. Rồi con này 358 mọi người nè, con này giá bán nó cả 1 triệu bạc đó mọi người, 1 triệu hơn không á nha, hơn 1 triệu. B11 358. Con này thì em đang nghe, thành ra không cần test lại nữa nha, nghe từ giờ sáng tới chiều. Tiếp tục rồi
mấy con cơ dây, thật ra con cơ dây chứ cắm vô máy test này. Bán người luôn mọi người, kiểm tra hết rồi nha, nhưng mà thôi cắm vô máy đây, thật ra để mình cắm vô máy test phát như thế nào mọi người. Bung cái dây ra đó, mấy cái con thông dây kia thì cái nối điện thoại test thì kỹ hết rồi mọi người, ok hết rồi ha. Đó, rồi đeo vô thôi. Này mở camera lên nè, camera thôi. Rồi ha, đây nó đang kết nối bằng loa rồi đúng không, xin mở đúng đây nè. Logicun USB này là nó kết nối, mấy con mà kết nối bằng cái cổng USB này nè mọi người, nó bự như này nè, thì thường là mic nó rất là hay mọi người, âm thanh nó cũng rất là ok nha. Con này 2.2 nha, mã B12, cái mã của nó thì em chả biết nó mã tên gì, nói Logico nè mọi người, Logico H340 mọi người nha. Để em phóng to lại chỗ đó nha mọi người xem. Logicon USB H340 nha. Ồ con này cũng như cũng đắt tiền đó mọi người, cũng rẻ đó là lỡ. À, rồi đeo vô test thử nha. Alo. Alo. Mình phải quay video lại nha. Để phải ngọc xe ra thử cho mic sợ nó test mic rồi. Alo. Chứ gọi đồ đàn nghe nó trở lại. Chưa bấm quay mà bấm. Alo. Thôi test như đó là nguồn. Để em mở âm thanh ở trong cái đây trước nha, xong rồi. Đó, mọi người nghe rõ. Đó, đưa vô đây cho nó nghe. Cái mic chỗ nào ta bên đây hả? Cái mic này nói rất là ok nha mọi người. Mọi người mua laptop sẵn mua cái này luôn về, mọi người call video. Đó. Camera soi. Đó. Đó mọi người về mọi người mở luôn, chết luôn. Đó, call video camera nó cũng tương đối ok, thì không gian ở trong cái sửa cái nó cũng hơi tối mọi người. Camera thấy ok đó. Đó. Dạ. mọi người về call video luôn nha. Đó. Call video. Cái ánh đèn nó hơi chó rồi mọi người. Tắt cái đèn sau đi nha, thì cho nó không bị ló hơn. Chỉnh tách camera máy tính luôn. Rồi, âm thanh nó nghe rất là ok đó mọi người. Để mà xác nhận lại cái chân USB nha, tại vì máy này liên quan tới máy tính thành ra phải có máy tính test cho, từ nhiều khi mọi người nhận hàng á, người không có cái máy tính liền, hay là từ nhiều khi máy tính của mình để mình không có gắn vô liền. Đó, thì cái tên của sản phẩm nó cũng có hiện ở trong lúc mình kết nối đó. Mọi người dịch ra tham khảo của nó nha. Đó, còn đệm ok mọi người, có mic nè. Nói rất là ok luôn nha, ngồi vừa dạy học trực tuyến hay là call video, dài cũng khá là dài mọi người, dài cái tầm hơn 2m nha, dẻo ngon lành. B1222 người truyền khoản bao ship ha, truyền khoản bao ship. Rồi hai cái tay bự mọi người, B13 350, của con này là hơi, con này là hơi bị rẻ đó. Rồi em vẫn cắm qua cái mic cho nhà mọi người ta nghe sản phẩm đó nha. Cột ở đây nó còn nhiều nhám còn ngon lắm mọi người, cho bị cái mút cái lông này nó bị tốc đó thôi. Hôm nay nghe đã nha, hôm nay cũng đắt tiền đó mọi người. Rồi ok ha. Quay ra, bấm quay ra. Em đã thế lịch của ai, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Kinh nha, nghe kinh đó mọi người. À, thử nha, em có kết nối bluetooth rồi, sẽ mở bên bluetooth cho mọi người nghe. Quay lại. Em đã thép lịch của ai, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Kinh nha. Mic rất là tốt mọi người nha, mic rất tốt luôn.
loa thì rất là nghe rất là hay luôn mọi người. Cái này loa nghe đã lắm thôi. Đó. Thì cái tình trạng thì em báo mọi người rồi nha. Không vấn đề mọi người, thảm mầm. Con này đắt tiền đó mọi người. Cho mọi người xem lại cái mã nó nha. MDRXB550 thì ở Việt Nam nó sẽ có bán chữ AB nữa. Tầm 1 triệu bạc một cái mọi người. 1 triệu đó mọi người. Con này ngoại hình rất là mới nha, chỉ bị cái mút thôi mà mút này nó dán thì mình thay được. Mình có giùm xài được nha, không vấn đề nha mọi người. Em dán lại rồi. Dán kêu con đót lại rồi. Đó. Rồi cái đây của Elecom mà. Đó. Con này thì jack 3.5 và con này kết nối điện thoại rồi nha mọi người. Cái này cái jack này thì vừa mic vừa tai phone ok hết rồi nha. Con này mã B14 254 mọi người. Đó. Thì con này em vẫn test cho người đang ngoại hình rất là đẹp nha, không có bị gì hết. Elecom Gaming. Này không biết bán giá, không biết giá nhiều rồi. Không thấy giá trên mạng ha. Thì không thấy cái tên sản phẩm nó là gì hết, XPS hay như thế nào. Không có. Tưởng nó có ghi trong mấy cái này mà không thấy mọi người. Nó bị chóc ở đâu à. Nó còn rất là mới mọi người ha. Rồi, cắm một test phát kìa. Mới cũ còn phải test luôn rồi. Mic nè, đeo vô mọi người. Đó. Mọi người như là như em quay camera mọi người thấy đúng không? Đây. Hello. À. Thấy đúng không mọi người? Đây nó có cái chỉnh nó volume này rồi ha, mát volume lên. Đó, cái này tắt mic bật mic nè. Cái này gạt lên đây là nó sẽ tắt mic ha. Gạt lên tắt mic, gạt xuống đây là mở mic. Cái này rút là không rút được ha. Dây cũng rất là dài mọi người. Rồi về em quay video qua đoạn nó dốc đây quay video nha mọi người. Alo. À cái mic sao? Chuyên cánh cục rồi đây bạn. Nghe rõ trả lời. Chuyên cánh cục rồi đây bạn. Nghe rõ trả lời. Alo alo 1 2 3 4 alo. Rồi rồi. Đấy. Khi mở thì em sẽ mở loa lấy cái kết nối Bluetooth kia. Đó, chuyển sang cái đây. Alo. À, cái mic. Chuyên cánh cục gọi đại bàng, nghe rõ trả lời. Chuyên cánh cục gọi đại bàng, nghe rõ trả lời. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đó là em nói rất là nhỏ nha mọi người nha. Không phải nói to đâu, nói nhỏ ở trong mic đó. Đây là cái đoạn ở đây thì nói. Nhưng cái đoạn sau đó thì nói trong mic thì nói rất là nhỏ ha. Lúc mà bịt tay lại đó, nói như thầm thầm thôi. Đó thì chứng tỏ mic này rất ok. Đó. Không gì phải bàn cãi nữa, còn rất là mới. 240 mà test các kiểu là điểu luôn mọi người. Đó. Còn mấy con không dây thì em test thì test ngồi thôi. Đó, test mình chứ còn mà đưa lên đây mà ngồi test thì nó rất là khó mọi người. Quan trọng kết nối này kia thì em đã test hết rồi, kiểm tra hết rồi mọi người, chỉ còn mua là dùng thôi. Đó, B14 24. Còn khi mà kết nối một người gặp trục trặc thì mọi người cứ liên hệ em chỉ cách kết nối nha. Tại vì nhiều cái tay không dây á thì nó cái tay dây thì chỉ cần đút vô là lầm thôi. Còn cái tay không dây nhiều khi nó phải bấm 3 dây, 5 dây rồi các kiểu mọi người ha. Rồi. Tại cái gì ta? Đây mấy cái dây đó. Mấy cái dây tay phone này nó có mic luôn nha mọi người đó. B15 là 120. Rồi. 5320. Đó, này dây thì nó ngắn rồi nè, nhưng mà nó của ai cái loại ngắn này chuyên nghe iPod, iPad các kiểu rồi đó. Đó. Test ok hết rồi nha mọi người. Này không thấy mẻ. Rồi con này của Sony cũng kiểu nghe iPod, iPad này. Dây ngắn nha. Dây dù luôn. Sony nghe cũng rất là ok nha mọi người. Rồi con này không biết hiệu gì luôn. Mà dây rất là dẻo mọi người nè, dẻo ngon này. Không phải dây như ở mình mua chợ đâu mọi người. Đó. Nghe ok. 3 dây này 120 chuyển khoảng một xíu người nha. B15 120 đã kiểm tra hết rồi mọi người nha, nghe ok hết nha. À sorry mọi người nha, có 2 dây thôi mọi người ơi. Cái đây là của B14. Cái đây là của B14 nha. Ờ đúng, 3 giây mọi người. B15 đúng rồi. Đấy, còn cái đây của B16 đây.
M16 thì 150 2 giây đó, tại vì nó có cái con này hàng đắt tiền nè. Con này mẹ của nó là MDR EX51 mọi người. EX51. Con này hàng cũng khá là đắt tiền ha. Nghe rất là chất lượng nha. Nghe phơi như tê, đã kiểm tra rồi nha mọi người. Rồi cái jack nó thông dụng ha. Đã kiểm tra ok hết rồi nha, trên mấy cả trên máy tính trên điện thoại mọi người. Với một cái tay đơn này, tay này nó có một cái thôi nha, một bên thôi. Đó. Là nguyên bản chứ không phải bị đứt nha. Rồi. Cái jack nó như thế này. Nó vẫn cắm điện thoại nghe mầm mọi người nha. Còn dù cái điện thoại nó kén như thế nào thì không rõ cái loại jack một bao đây, một bô đây. Một cấp nối này. B16.5 nha. Đó, mua cái tay Sony tặng cái tay cỏ. B17 160k nha. Rồi con này của GVC. Đó, mã là HAFX99X nha. Con này lúc mới ra thì năm 20 em thấy chật trên mạng thôi nha, chứ em giỏi gì không biết đâu. Chật trên mạng này lúc mới ra thì giá của nó là 2.6 triệu nha mọi người nha, cái telephone này. Giá là 2.6 triệu lúc mới ra năm 2016. Nói chung cũng lâu rồi. Mà tỷ giá năm 2016 đó chắc giờ tiền Việt cũng dữ dằn lắm người. Có nghĩa là ở Việt Nam có bán nha, mà giá nó là 2.6 triệu năm 2016 mùa nha. Đó, mình nó còn rất là ngon này, nghe rất là phê luôn nha. Đó. Tai nó có cái lỗ thoát khí luôn, giỏi một cái là không bị bắt quá mà bắt hơi rồi đây. Đây là em không biết là em đóng mò thôi nha mọi người. Với một cái tay cỏ đi. Đó, test ok hết rồi nha mọi người. Jack thông dụng. Hai vạch đen. Hai vạch là có bầu hả ta? B16, bao lộ B17 160 mọi người nha. Chính khoảng bao ship luôn. Đó. Chung là mấy cái tay phone này nó cũng ơ ẩu lắm mọi người. Nó cũng hư dữ lắm. Đó, không dây này. Thấy không? Mọi người thấy không? Sát này hư này. Hư này. Một thùng kia nữa, thùng bự nữa. Phải cái nào dạng ngay đâu mọi người, phải test, phải kiểm tra các kiểu chứ không bán mù vớ vẩn được nha. B18 và B19. Đây là một cái tai nghe của Sony ha, Sony. Đó, mẹ của nó là cái này là chống ồn nha mọi người. Tai nghe này chống ồn, sản xuất tại Malaysia này. Dây mẹ của nó là MDRNC31. Mấy mọi người để ý nha, cái nào mà có chữ N ở đâu á, N ở đâu á là chống ồn rồi, noise là chống ồn mọi người. Noise cancel là chắc là cancel hay cancel gì đó mọi người đó. Là noise đó. MDRNC31 nha. Đó. Hai dây này còn rất là mới mọi người. À người lưu ý một cái nữa là thứ nhất là nó chỉ dành cho thiết bị là laptop, máy tính là cắm vô là nghe được nha. Đó. Còn điện thoại á thì em test qua Xiaomi là không nghe được, Huawei thì nghe được. Đó. LG thì có cái nghe được. Còn cái này Sony á là nó chỉ sản xuất ra cho Sony nha mọi người, điện thoại Sony. Bác nào xài Sony thì giúp con này ha. Hoặc là người nghe trên máy tính. Đó. Hàng này cũng rất là đắt tiền mọi người. 1.8 nha. Là em đã kiểm tra kỹ ra rồi nha. Có nghĩa là nó là cái jack 5 chấu này nè. Nó tới 5 cái lỗ luôn nhá, phải như bình thường mọi người. Đây, cái jack của mình thì nó có 2 vạch rồi. Các này thì nó có 3 vạch nha, mọi người lưu ý nha. Đó, cái này là chống ồn. Đó, nhưng mà đối với em thì em vẫn xài được tại vì em có một dụng cụ khác chuyển từ 3 vạch sang 2 vạch. Đó. Cắm này vô ha. À, cái này hai vạch đúng không? Giống như điện thoại. Lẫm ha, lẫm kẹo. Đó, nên em đỡ em xài trên điện thoại được và laptop được luôn. Nói còn mọi người về thì mọi người vào xài laptop hoặc là điện thoại nó thích hợp thì mới xài được nha, mọi người lưu ý nha. Hỗ trợ cái ba vạch thì mới nghe được. 18 19 là 180 một cái mọi người. Nói hơi nhiều nhưng mà phải nói cho mọi người, nhiều khi có trục trặc gì đó thì nó rất là phiền nha. Còn tai này nghe thì bao hay rồi ha, rất là hay. Và mọi người không gian xung quanh nó không làm ồn mình đó. Cái này mà bác nào mà luyện phim thì ok nha. Nhất và nách luôn. Luyện phim thì tháo tiền luôn. Rồi. B20 120 nha, một cái sợi dài máy ơi luôn mọi người. Và cái mic được luôn nha, mic nói nghe được luôn. Đó, dài trời đất ơi, này không biết hiểu gì luôn mà dài lắm mọi người. Tầm 4 mét mọi người ha, rất là dài luôn, nuôi rồi. 120 bao ship sợi này nha, siêu dài luôn mọi người. Kiểm tra rồi nha, nghe ok các kiểu luôn mọi người. À đây này, mic này, cái lỗ mọi người thấy không? Đó, mic này, đó, mic trên cái tai luôn. Thường thì mic nó sát mồm thì nó nói nghe rõ hơn, mic trên tai thì nghe không rõ bằng, nhưng mà nó vẫn ok mọi người. Rồi.
lên mấy cái món bự bự. Rồi tắt cái máy. À nó còn test mấy cái tai nghe nữa mọi người. Nó chưa có tắt được. Chưa có tắt được nha. Lên mọi người tiếp cái sản phẩm này đi. Con này 500 bán mù mọi người. Bao ship nha. Con này là bán mù nha. Để em đưa cái giò nó cao lên mới quay hết được cái khung hình. Cái này là khua. Đây là nghiên cứu rồi cũng được thâu rồi. Cảm thấy nó mất thời gian quá mọi người. Năm sậy nha mọi người. Chỉ khoảng bao ship, cái này phải buộc cọc nha mọi người, không có scot đâu nha. Con này nó nặng lắm. Rồi, mà PlayStation nhưng mà cái này mình không biết mình có thể sử dụng trên như máy tính mình giải lập trên PC được không? Rồi, hình hài nó đây ha. Nó là kính thực tế ảo mọi người. Mã của nó đây, CUHJ16003 nha. Ôi giời, máy ơi luôn. Quá trời luôn. PlayStation camera kèm mà PlayStation VR là Virtual thực tế ảo đó. Bắt kinh cái hộp ra. Ôi, đó. Full hộp luôn rồi, full hộp luôn. Đấy, đây. Củ sạc nè. Cáp kết nối nè. HDMI nè. À, giấy tờ nè. Bóc kết nối nè mọi người. Mới tinh là tình luôn nha, mới rất là mới luôn. Đáng mù mọi người nha. Đấy, chỉ bao mọi người đầy đủ đồ trên video quay thôi. Có bao hết tại vì em thua không biết tích nghiên cứu này. Dây kết nối nè. Cáp nè. Cắt nguồn số 8 nè. Đó. Camera đủ. Camera này gắn máy tính được không ta? Camera cổng kết nối nè. Đó, ồ, cổng này hình như không gắn được máy tính, phải có cái chuyển. Đây. Đó, có tai phone luôn. Tai phone dính lên đây luôn, tai phone này như tháo rời được cả thấy chưa? Tai phone tháo rời được mọi người. Máy tính luôn nha mọi người, máy tính luôn nhưng mà vẫn băng mù nha. Không, em không biết cái này. Này con bắt cái này. Người lâu lâu nha. Lâu lâu mọi người. Nên hơi bị tróc da, dẻ da này xí nè. Còn màn hình rất ok nha. Nút nguồn nè. Cái này mở ra sao ta? Trong chương nghiên cứu luôn mọi người. Bán người full hộp gì rồi nghiên cứu nha. Đó, đầy đủ đồ nha ha. Rồi, 5 xị mọi người nha. Chúc của em sắp xếp lại cái này xong. 5 sọp cho anh em về email khoa học nha. Em thấy là tương đối đủ đồ á. Còn chính xác là đủ không thì không ra cái này mọi người. Lên thấy nghiên cứu quá, lên thấy nó cài đặt này kia rồi em mất thời gian quá. Lên em bán luôn mọi người. Ui, dạ. Đó. 5 xị nha. 5 xị cho mình. Ok mọi người, đi trời tối rồi, tắt bớt điện. Nó hơi bị nhiễu xíu nha mọi người, hơi bị nhiễu xíu. Rồi. Cắm test cho mọi người nha, người nhớ lưu ý là bật cái này lên, bật cái mic lên. On lên nha, để mình test lo, test mic nha. Quan trọng cái này á, rồi em quay thì em test mic cho mọi người thôi. Người nói á. Rồi. Em sẽ bắt nhau quay nha, quay lên đây. Rồi. Ê. Alo, alo. 1, 2, 3, 4. Bữa bốn luôn xuống bữa tối chín mùa rồi lo thì ok rồi nha mọi người, nhưng mà để em test mic cho mọi người thì em sẽ phát lại cái vừa thu qua cái mic bluetooth đây nè. Rồi. Alo alo 1 2 3 6 7 8 9 10. Hứa bữa 4 nôm số bữa tối 9 mùa. Nhỏ mic xuống mọi người. Mic to quá. À đó, nói chung là cái này âm thanh mic nó cực kỳ tốt mọi người. Cái này mọi người giờ học hay là mọi người làm việc online này kia á, nói chuyện câu video rất tốt nha. Mic cực kỳ tốt mà. Máy này hàng tên tiền triệu nó có khác ha. Đó. Đó, mọi người có thể chơi game hay là mình làm việc hay là làm gì đó. Mic này nói rất là
cực kỳ rõ luôn nha mọi người nha. Nãy giờ trong những con máy em test con này là dưới cái con mà không dây có mic á, mic rất là hay mọi người. Đó. À, có chỉnh volume bộ này kia mọi người nhé, đây chỉnh to nhỏ đây, mic nha, tách, đó. Mic ra đây, mic nói rất rõ luôn mọi người, mic này hay đó. Rồi B4 này 420 mọi người nha. Âm thanh nghe cũng rất là hay nha mọi người. Nói là cái này hàng chuyên chơi game á, cho máy chơi game thành ra nó âm thanh rất là tốt. B4 420 nha. Máy khi có máy hàng này mọi người. Okay, quay lại mọi người mã 5 mã 6 nha mọi người nha. B56 đó, B56 là hai cái mã giúp nhau này. Đó, 6.5 nha. Đó. B6 đây. Con này là tai nghe, nó âm thanh 7.1 giả lập mọi người nha, giả lập 7.1 này đó. PlayStation. Full hộp này luôn nha. Nó sử dụng cho máy PlayStation nhưng mà mình có thể kết nối trong laptop nha. Sẽ sử dụng cho laptop được nha mọi người. Đó, con này hộp nó như một cái cáp sạc này, cái này kết nối trong củ sạc của mình nha. Đó. Thì hai con này á là mã nó giống nhau mọi người. Đây, mã sản phẩm đó mọi người có thể tra tham khảo nha. CECHIA0AG086 nha. Con này âm thanh nghe cực hay luôn mọi người. Đó, âm thanh nghe rất hay nha. Đó, full hộp này nên sẽ bỏ hộp vô đây. Đây, mở cái hộp này nha. Đó. Cái này thì cái miếng nó có da mọi người thấy nhìn kỹ không? Đây cái da nó simili vậy da. Nó bọc ngoài miếng vải này thành ra nó bị tróc rồi em cậy ra luôn. Nhưng mà tai nghe nó độ mới còn tương đối ok nha. Đó, cái này là từ bên Nhật gửi về thì khoảng 7 ngày rồi. Nhưng mà giờ em sẽ bật nguồn rồi coi nè, pin nó còn rất là tốt nha. Đó, bật lên thì nó báo pin luôn, chứng tỏ cái này pin nguồn rất là tốt mọi người. Sony nha, có thể chỉnh nó rộng hẹp được đấy, thì nó cái simili nó cắt rồi em kẹt ra hết luôn, cho thành miếng vải luôn mọi người. Âm thanh nghe cực kỳ hay mọi người. Ồ, đeo này dùng nghe phơ lắm, phơ như tơ tơ luôn mọi người. Con B6 này thì nó giống EC mọi người, giá bằng nhau luôn nha. Nhưng mà con này nó còn mới tinh mọi người, nên nó cũng bị tróc simili rồi. Chút em sẽ quay lại, con quay con này lại để cho mọi người, nhờ quay con này trước nha. Đó. Cái này lâu cái là sạch chịt chịt mấy mắt. Đó. Máy khen ra. Lâu. Đó, đang bật người on này thôi nha. À, muốn mình kết nối được mình phải kết nối qua bằng cái cổng này nè mọi người. Mình cắm cái này vô trong laptop này. Đó. Cắm vào trong laptop. Cái này nó có một cái jack sạc 300W mọi người. Nếu mà mọi người hết pin á hay mọi người muốn tiết kiệm pin á thì mọi người lấy một cái jack kết nối chân 3.5 mọi người nha. Chân 3.5 hai đầu á mọi người. Cái này chân này. Chân này nè, mà hai đầu jack này luôn á thì một jack là cắm vô đây. Ha. À. À, một jack là mình cắm vô lỗ đây thì nó không xài pin nha, nó xài cáp nó đỡ tung pin đó. Ok chưa, âm thanh nghe cực đẻ mọi người nha. Nó có rất nhiều chế độ, ở đây có chỉnh nè, mic nè, off nè, on nè, chỉnh với là bass, bass nè, chỉnh bass nè, cái này chỉnh volume à, to nhỏ nè, to nhỏ ha. Cái này chế độ tắt mic bật mic nè, nhắn vào nhà người tắt mic bật mic nhấp vô đó. Đây là các chế độ gì đó mọi người em cũng rõ lắm ha, mốt nhá mọi người gì nghiên cứu nha. Nhưng mà con này nghe bình thường, con này xem phim này kia rồi nghe cực kỳ đã luôn mọi người. À, đã kết nối rồi nha mọi người, đã kết nối với cái này, cái cũ này vô bên trong đây rồi đó. Đó, đã kết nối rồi nha. Đấy, wireless still đó. Công sạc đó là sạc chân micro USB nha mọi người. Đây. Đó. Micro USB đó, mọi người có thể sạc. Sạc pin nha. Đó, kết nối không dây. Để em bật cái này lên cho mọi người xem. Mọi người có thể đi xe ra ngoài kia mọi người nghe được. Đó, nhưng mà này chuyên cho máy tính hoặc là đầu PlayStation nha. Camera này. Ok chưa? Đó, mọi người có thể đeo làm việc này, nhảy nhót các kiểu thoải mái ok luôn mọi người. Cái mic nó mọi người nó rất là tốt nha, thu rất là tốt luôn. Đó. Đây mẹ nó cứ ghi trên đây luôn nha mọi người, âm thanh nghe cực kỳ hay luôn mọi người.
Cái này còn phim là phê như tê tê luôn á. Giá nó bán thì cũng triệu mấy ở trên. Đó là con này cũng lâu rồi. Nhưng mà giá bán cũng không có rẻ mọi người ha. À, âm thanh nghe cực kỳ hay, mọi người mua một con gì mình trải nghiệm thử nha. Đó. Cái này mọi người nha. Nếu mọi người muốn sợ tốn pin thì xài cái gắn này vô, kết nối các bạn cái này ha. À, nó có một cái là mọi người vẫn có thể kết nối bằng điện thoại được. Nó có một này, nó có bán một cái jack chuyển từ cái này sang cái jack 3.5 cho điện thoại mình, hoặc là cái jack tiếp C trên điện thoại mình á, rất là hay mọi người. Cái chuyển nha, hay nếu có cái gì nó cũng có chuyển hết rồi, chuyển đổi này kia qua rất là ok mọi người, thì mình có thể sử dụng trên điện thoại hoặc iPad luôn. À, nhưng mà phải mua đầu chuyển ha, nghe hay lắm mọi người, âm thanh cực kỳ hay luôn. Đó thì trong hộp của nó hộp nó như thế này. Đó, miếng xi mili giả nó chắc rồi nha. Đó, sổ sách gì đây mọi người, lum này. Đâu đọc nè. Nè, một cái hộp này ha. Tôi quên tách cái này. Rồi, cáp sạc ha. Rồi. Một hộp nha. À, con này quên mọi người, cái năm nha. Bên 5, 6.5. B6 thì AC vậy luôn mọi người. À, B6 thì nó cũng vậy luôn ha. Cái dây cáp ở đây, con B6 thì cáp nó ngắn hơn mọi người. Đó. Nó còn bọc trong bọc luôn nè. Nhưng mà âm thanh nghe nó xuyên qua bịch luôn mà nghe rất là to mọi người. Con này thì nó mới hơn mọi người nha. Nó mới hơn, không biết là xài chưa nó mọi người. Không biết là xài chưa nha, cái hộp của nó nè. Cái hộp nó còn cái tem đây mọi người thấy không? Là lúc tem dán hai đầu lại, cái này là gì em tự tháo ra nha. Con kia thì nó không có tem. Nó thì con kia là nghĩ xài rồi, còn đây là như là chưa xài luôn nè mọi người ha. Đó. Mọi người vừa tháo miếng sim ly giả ra nha. Mấy cái này sim ly giả thì sớm muộn nó cũng cắt mọi người. Đó, trong là miếng vải. Giờ mọi người thích thì mình ốp miếng sim ly khác vô. Âm thanh nghe cũng rất hay mọi người. Này, cáp kết nối ha. AC không khác gì nha mọi người nha. Đó. Chỉ là về mọi người tự cậy cái phần sim bili giả đây. Hàng này chắc nó để trong kho ẩm nó nắm như thế nào đó, nó bị chắc sim bili hết mọi người. Hôm nay B6 người 6.5 nha. Đó, nó cũng AC con kia nha mọi người, cũng kết nối và tất cả đều được kiểm tra hết rồi nha mọi người. Đã được kiểm tra hết rồi nha. B6 650k. Nói chung là thì vẫn chưa cho mình một con âm thanh 7.1 ha. Đó, âm thanh 7.1 nè. Đó. Con này hình như là không giả lập mà 7.1 luôn hay sao mọi người. Nghe phơ tơ tơ chưa? Đó. À, nói chung là mà từ khi mà bán đồ cũ thì mới có cơ hội xài những cái tay phone xịn đâu rồi. Chứ hầu giờ em chưa giờ em xài tay phone nào quá 1 triệu bạc hết nha. Đó, mấy con phone này thì nghe nó cũng tay giờ chấp chạy hết rồi. Nhưng mà nghe thì nói là tê tái luôn rồi. À, thằng này là để dành nghe cho mọi người nha. Ồ, cái này để dành để coi phim nữa. Để bây giờ mà tải mấy bộ phim hành động rồi giờ mở coi thử như thế nào mọi người. Không biết là âm thanh nghe này nó có như hơn đi rạp không ha. Chắc chắn là phải vậy mà. Âm thanh 7.1 thì chắc phải hay rồi ha. Rồi. Sử dụng nó để coi phim nè. Rồi, tiếp tục lên mọi người con B2 mọi người, này con laptop này nha. À, con này B1 mọi người. B1 nha. Con này là laptop nãy giờ em test cho mọi người nha. Test cho mọi người á. Đây ngoại hình nó đây mọi người, cái này nó bị đây là hợp kim mazer nha. Này nhiều người có thể về dán được can lên. Đó, dán được can lên. Em á là em tính dán được can lên đây nè. Em mua được can này tính dán xài được không? Em là fan của Arsenal. À. Fan Arsenal nha, tính dán, mua cái này về để dán lên. Đó, nhưng mà thôi bán mọi người ạ. Bán tại vì em lấy cái con yếu xài được, cái con mạnh này thì bán đi. Bán đi mọi người, tại vì cũng thấy thịt thấp thì cũng không có xài gì nhiều hết. Là lãng phí. Xe là cho mọi người vừa xài nha. Đó, cho mọi người coi ngoại hình trước.
Con này là Core i7 mọi người nha. Core i7 RAM 16GB nha, ổ SSD 256 của Samsung nha. Đó. Màu hình thì nó có cũ thì em có sai rồi ha. Đó. Đó, cái này nhiều người dán được can lên, không có một người để sai cũng được. Máy cực kỳ nhỏ nhẹ luôn mọi người. Pin con này khá là ok luôn nha. Cũng như lại nó hay bị cái nữa là nó dính miếng cao su nè mọi người. Cao su này. Cao su nó hay dính thì mọi người sẽ lót đệm một cái miếng gì đó vô đây nha, cho nên nó đừng có, tại vì ở xưởng thì nó nóng quá mọi người, nóng quá thì nó sẽ chảy, cao su nó sẽ dính nè. Đấy, đây. Mọi người đệm miếng gì vô đây cho nó khỏi bị dính ha. Đây nữa. Đó. Đây, ngoại hình ở trong nó thì đẹp nha, ở ngoài thì vậy thôi nhưng mà ở trong thì đẹp mọi người. Đó, ở trong đẹp khen chưa? Đó. Bật cái lên vèo vèo liền. À quên, phải cảm ứng. Con này là con nãy giờ em vô mạng em test cho mọi người đó. Xóa đi nha. Mấy con này thì mấy con Sony Panasonic thì cái mic nó không có bự mọi người nha. Mấy cái loa nó không có bự ha. Mọi người một lần xài tai nghe, hai là xài cái loa rời ha. Xài loa rời. Mọi người mua con này thì em tặng mọi người con chuột. Tặng mọi người con chuột luôn. Chuột của Elecom, chuột này chuột Nhật mọi người, nhưng mà nó không khác gì chuột Việt Nam đâu. Gắn cái này vô được kết nối cho nó dễ ha. Rồi cấu hình của nó đây. Để em phóng to cho mọi người xem nha. Đó. Đây, con này là Core i7 mọi người đây. Core i7 này, 7600U. Ha. Đó. Bộ nhớ của nó là 16GB ha, 16GB. Ổ cứng của nó là 256 nhưng mà đây nó hiển thị nó trừ ra mấy cái ổ phần khôi phục này kia nha. Cái ổ này là của Samsung mọi người nha, đây, Samsung. Đó, 256 nha. Đó, SSD nha mọi người. Wi-Fi này. Đây là GPU là cặp là màn hình on board mọi người. Đó ha. Tiếp theo là SIM. Pin nó nãy giờ là cái máy này em test quá trời này, nó báo 4 giờ 17 phút nhưng mà cái này nó không chính xác đâu mọi người. Đây là trong tình trạng là để không thôi. Còn dù mình xài thì nó sẽ nhanh hơn nha. Đây là 48%. Đó, và trong vòng 48% mà để không thì nó sẽ tiêu thụ hết trong vòng hết pin trong vòng 4 giờ thì nó, em nghĩ chắc con này xài cũng trên 4 tiếng rồi mọi người. Hay là tùy mọi người xài mà nó sẽ nhanh hay chậm nha. Đó, cái này thì có SIM nha mọi người nha, đây, insert SIM, mọi người bỏ SIM vô là lên SIM 4G vô nha, và lên mạng veo veo luôn, chạy ba cháy bộ chét luôn nha. Đó. Đây thì có sẵn nè, bao boy nè, hoặc Excel. Excel em cài đầy đủ cho mọi người nữa ha. Đây nó có phần tùy chỉnh của Panasonic nè mọi người. Có nghĩa là ổ cứng này là ổ cứng nguyên bản của Bana nha. Đó. Có mấy cái tùy chỉnh này. Mấy cái cổng mấy cổng USB này, đây mình có chọn để sử dụng cổng sạc nhanh hay không đó mọi người. Đấy, tùy mọi người nha, mọi người vô nghiên cứu. Đây là chế độ tiết kiệm điện, economy ha. Đây. Đấy, chế độ thì mọi người dịch ra. Sử dụng Google dịch đó, nó dịch ra nha. Đó. Màn hình này ok mọi người thấy không? Để em thu nhỏ lại. Đó, màn hình. Ok chưa? Màn hình là tương đối ok nha mọi người. Nói chung là con này cũng là xài lâu rồi. Nhưng màn này là tôi nói ok đây, chỉnh sáng tối đó. Bàn phím ok hết nha, bàn phím test ok hết. Nhưng mà cái này nó có cái khác là rồi, để em vô đây, nốt này. Đây, cái A còng nó đây. A còng nó là ơi quên. Đây A còng nó là đây nha mọi người, ship đi đây nha. Thì mọi người mà cứ gõ đi là nó ra đây. Nó đổi vị trí, còn cái này là nói chung là nó hơi khác ở đây thôi, còn lại là giống hết nha. Đó, nó là kiểu bằng phím Nhật các mọi người. Đó, mọi người dễ hiểu ha. Ok chưa? Rồi xem sẽ tắt khởi động lại. À. Quên một điều mọi người, đây. Con này nó bị chút xíu ra nha mọi người nha. Nó ngồi cái ốc vỏ nè mọi người. Đây, đấy mọi người thấy không? Đó. Chút xíu thôi nha. À, không biết là lúc mình vừa không bị nhưng mà em bật ra bật vô nhiều quá nó bị sao á. Cắn ở đâu á mọi người. Nó nứt chút xíu ra thôi. Là cái vỏ màn hình chứ không phải bị màn hình nha mọi người. Đó. Còn lại ok hết ha. Rồi bị nhiêu đó thôi.
Rồi con này coi i7 mọi người nha. Rồi máy bác coi trên kia không quen á. Đây, ở đây em sẽ mở trên đây cho mọi người xem nữa. Tầm ra cho mọi người coi nữa nha. Đó. Đây. Đó, thấy chưa? Phong to lên. Đó, thấy chưa? Coi trên đây ok chưa? Đó, coi i7 nha. Đây win bản quyền mọi người nha. Win 10 bản quyền ha. Cho mọi người thoải mái, river các kiểu đồ cài ok hết rồi nha mọi người. Sim, mọi người cứ bỏ sim là xài thôi nha. Nó em kiểm tra cho mọi người hết rồi. Em đang kết nối bằng wifi đây. Đó, vào mạng là vèo vèo ha. Đó, vèo vèo. Đây là sử dụng wifi của điện thoại em phát nha. Rồi, thoát ra. Đó. Rồi, hoặc Excel các kiểu ở đây cho mọi người có sẵn hết rồi nha. Đó, có Google Chrome, hoặc Excel, Unique có chưa ta? Đây, em chưa cài Unique, mọi người vừa tự cài với em nha. Vừa tự cài Unique. Đó. Panasonic SZ6 mọi người nha. Đây. Panasonic CF SZ6. Đó. Rồi em tắt máy nha. Cái này tắt bật khởi động rất nhanh mọi người. Win bản quyền update thoải mái. Đây màn hình đó này. À, đó. Có 3.8 triệu mọi người đâu. Có sạc luôn nha. Sạc đây luôn. Sạc của nó luôn nha. Nó lúc mình sạc mình nó có báo lỗi bộ sạc mọi người thì không phải đâu nha. Mọi người cứ sạc bình thường không vấn đề gì hết. Do cái win bản quyền của Panasonic zin của nó như vậy. Cái này là phải lót miếng mút cho nó khỏi dính mọi người. Đó, mọi người gì hoặc là có miếng mút thì đây lót cho nó khỏi dính nha. Đó. Pin. Đây, cây sim đây nha. Mọi người nhét sim vô đây. Đó, đút sim vô đây lụm ha. Để em có một cái sim hỏng này em test cho mọi người luôn. Nói chung cái này là phải hướng dẫn tận gang luôn. Xin nó ta. Đây đây đây. Tay người bỏ đúng hướng này đẩy vô thôi. Đẩy vô. Cái sim này không giống ta. Đây là cái sim này sao ta. Để em xíu nha, em coi thử có một cái sim nào khác không. Em sẽ kiểm tra cho mọi người lại. Cái cạnh vơ của nó này, nó cái cạnh vơ cái kia hơi bự nên không dính này nha. Để em thử cái này nha. Nano sim. Cái này tại bữa em gắn rồi mà. Đấy, ok chưa? Tại cái sim này nó bị cắt nhỏ lại đầu người, nó nhỏ hơn cái sim kia xíu mọi người nha, để ý nhìn kỹ nha, nó nhỏ hơn cái sim kia xíu, đó, đó. Xem, ha, nhấn này nhấn vô lấy, đó, ok thấy không, sim này nó nhìn kỹ nha, nó dài hơn cái này, rất là nhẹ mọi người, ha, con này sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản luôn nha, mất Japan băng luôn, đó. Pin dung lượng của nó là 6400 mọi người. Xe tự nhiên nó bị mờ quá ta. Pin còn hình còn rất là mới. Rồi tình trạng nha mọi người nha. Này ổ cứng 256 mọi người nha. Phiên bản này nó có thay ổ cứng của Samsung nhưng mà cũng của Bana luôn rồi. Đó. Nó sẽ là 256 thôi. Cho zin nó là nếu mà cái zin nó là phải 512 mọi người. Nhưng mà cái này 256 này cũng là zin nha. Cũng là của Bana luôn. Nó cũng có chứng option của Bana luôn. Thì nó cũng khác gì máy mọi người. Không hề ảnh hưởng hết nữa nha. Đó, con này là B1 3.8 triệu mọi người nha. Chuyển khoản bao ship nha. Người mua thì gần thì ghé xem trực tiếp cũng được nha. Đó, nhưng điện em trước để em sắp xếp thời gian. Đó, còn gửi đi thì mọi người cọc nha, cọc mới gửi hàng mọi người nha. 3.8 triệu là chuyển khoản bao ship nha, còn cọc thì không có bao ship mọi người ha. Đó. Cái ship tầm 6 mấy ngàn mọi người, tại vì cái này tại mấy cái này em bán em sẽ đồng kiểm mọi người, gửi đi em sẽ đồng kiểm này kia các kiểu rồi nha. Rồi con này là B2 1.9 triệu mọi người nha. Con này thì không có khay sim.
mà rất là mới người ha, vỏ này không mới này, hơi bị này xí là không có xe mùng nha, không có cắn sâu đó, vỏ đi kèn rồi ha. Đó, con này độ mới rất là cao người ha, đó mới câu luôn. Con này cũng Panasonic SZ6 mọi người nha. Máy mới tinh luôn, con này không có cái sim. Cái bàn phím nó thì hơi vàng vàng này mà hơi là dơ sao mọi người, gì đâu thế nha. Nhưng mà còn rất là mới mọi người, hình mới. Đây bật máy lên nha. Khởi động cũng rất là nhanh nha. Con này thì mình sử dụng sạc sạc này nha, cũng của Panasonic luôn. Con này nó cái dòng nó có 2.5A người ta, bật rất là nhanh nha. Rồi chỉnh độ sáng lên đó, chỉnh độ sáng màn hình lên cho nó sáng, màn hình cũng rất là ok nha. Đó, con này em cũng cài quạt FC cho mọi người rồi. Cái này là ổ cứng đã thay của Samsung luôn nha, mà nó không còn option của Panasonic đó, nhưng mà cũng có cài những phần mềm cho mọi người rồi, hoặc Excel Power Boy ha, Google Chrome đó. Con này thì em đã có Unikey luôn nha mọi người, có chương trình gọi tiếng Việt luôn ha. Đó, con này là thùng thùng tiếng Anh Việt luôn nha, chứ không phải là thùng của Nhật nữa, nó không có tiếng Nhật trong này mọi người nha. Bên con này cũng rất là ok nè, đây em coi xem. Đó, con này nó 51% mà nó báo là còn 3:19 nè. À, để em phóng to lên. Đó, 3:19 ha. Đó, ví dụ pin nó còn 54%, nó là nếu mình sử dụng thì nó sẽ rút nhanh hơn nha. Đây là báo nó cũng chính xác tương đối luôn rồi, ở mức tương đối, tại vì trong trường hợp mình đỡ không máy không sử dụng gì hết, hay là đỡ màn hình độ sáng như nào đó, thì nó sẽ đỡ được nhiêu đây. Có nguồn sử dụng thì nó sẽ mau hết hơn nha. Đó, người lưu ý phần đó. À, quên quen rồi, người xài cái laptop cảm ứng là nó quen. À, ôi. Con này thì con này là Core i5, Core i5 7300 nha, 7300U. À, 7300U nha. Rồi bộ nhớ con này là 8GB thôi nha, con này bằng nửa mấy kia thôi. Ổ cứng nó là 128 mọi người, cứng 128 của Samsung luôn nha, Samsung luôn nha mọi người nha. Đó, mọi người lưu ý là ổ này Samsung luôn. Các màn hình này kia thì người quan tâm. Win này thì đó, em coi thử cái này nó có phần mềm kiểm tra ổ đĩa không, không có mọi người. Con này cái ổ cứng nó còn tốt nha, còn good 100% mọi người nha. Đó, mấy con này là em kiểm tra ổ cứng, nó ổ cứng còn good nha mọi người, không có bị gì hết. Ủa, cái này coi chưa, mọi người sử dụng bình thường ha, vút veo các kiểu đó ok, bình thường không vấn đề hết nha. Con này thì không có sim mọi người lưu ý nha, kết nối mạng ok hết rồi đó, không có sim thôi ha. Rồi, máy cũng rất là mới mọi người, mới tinh luôn. Sạc con này là sạc mình vẫn cắm sạc bình thường mọi người, không vấn đề gì nha, nó sạc lâu hơn cái sạc kia thế thôi, mà nó vẫn là sạc riêng của Bana, dòng nó thấp hơn thôi. Con kia dòng 406, con này là dòng 22.5, nó thấp hơn xíu nhưng mà còn vẫn ok nha mọi người, cũng là của Bana luôn. Rồi, con này 1.9 nha người, chuyển khoản bao ship. Rồi, mọi ship bình thường thì mọi cặp với em, wifi vay phòng rất là ok nha. Con này tắt nhanh nè. Đó, rồi xong. À, tắt nhanh, khởi động nhanh, tắt nát nhanh mọi người ha. Mặt vèo vèo, máy nhẹ ha. Cái bàn phím này nó không được đẹp lắm thôi, nó hơi bị màu nó không trắng tinh mọi người nhá, nhưng mà cái ngoại hình trắng tinh nha. Ngoại hình này về mọi người lâu xíu mọi người, em lâu mà nó không sạch lắm, lâu là ok nha, không bị gì hết nha mọi người. Đó, in keo này kia lâu lâu rồi, nhưng mà cái khác như không sạch đó. Đó, mới tinh. Bên này làm 3-4 tiếng mọi người ha, nếu mà xài liên tục có khi hơn mà. Đó, con này là cái ngoại hình mới ha, không sim. Bà bản này có 8GB thôi nha, bản i5 8GB thôi, một SSD 128. Con này mã B2 9 nha mọi người,
đó, nhỏ nhẹ ha, gọn tiện. Để em coi thử có cái gì tặng kèm mọi người cái này không ta. Gì ấy, rồi nào mua máy này tặng mọi người cái tay phone này về gắn nghe cho nha. Này thiếu mút mọi người, kiếm cái mút, kiếm cái vải mọi người đồ đây nha. Đó. Rồi video đến đây kết thúc. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại không tdd 0949392367 nha. Cái video khá là dài á. Nhắc lại lần nữa là cái này thì thứ bảy em mới gửi được nha mọi người. Bác mà mua thì mình có thể chưa lại để tối mai mình xem kính, mình có mua thêm thì cũng được ha. Tại vì dù sao cũng thứ bảy em mới gửi ha. Rồi, bye bye mọi người nha.